Đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoái cuối năm thì ở đây là chúng ta đang thực hành, và thì chúng ta chỉ mới thực hành đến tháng 3 mà thôi. Nhưng mà chúng ta cũng giả sử trong trường hợp là đến cuối năm 31 tháng 12 thì chúng ta đánh giá như thế nào? Thì ở đây đối với trong kỳ từ tháng 1, từ ngày 1 tháng 1 cho đến tháng 12, tức là ngày 1 đến 31 tháng 12 hoặc 30 tháng 12 mà chúng ta có sự chi trả, hoặc 31 tháng 12 cũng tương tự. Thì tất cả những cái khoản đánh giá chênh lệch chúng ta thấy ở đây là 6351 và 5151. Tất cả những cái khoản này chúng ta đánh giá chênh lệch trong kỳ nên chúng ta được chấp nhận là chi phí hợp lệ như bình thường. Và chúng ta tạo ra một cái tài khoản là 6352 và 5152 là cho những cái trường hợp chênh lệch tỷ giá mà chúng ta không được chấp nhận là chi phí hợp lệ. Thế đây các bạn sẽ thấy đây là những cái khoản đánh giá chênh lệch là chỉ riêng đối với tài khoản là 331 thì chúng ta mới được chấp nhận là chi phí hợp lệ đối với 515 và 635 tương ứng mà thôi. Tức là 515 sẽ bị tính thuế và 635 được chấp nhận là lỗ như bình thường. Còn riêng đối với các khoản chênh lệch như tiền mặt, tiền gửi, tiền đăng chuyển và các khoản đi vay, khoản khác thì chúng ta không được chấp nhận là chi phí hợp lệ. Thì chúng ta đánh giá chênh lệch tỷ giá như thế nào khi chúng ta làm trên Excel? Thì rõ ràng ở đây là các cái khoản chênh lệch tương ứng thì chúng ta sẽ cho 635 cho vào B7 và 515 cho vào B11. Và chúng ta thực hành như sau. Đầu tiên chúng ta cũng sẽ vào ngân hàng để chúng ta tra tỷ giá. Thì rõ ràng ở đây là chúng ta đang thực hành là chúng ta chưa hết năm tài chính nên chúng ta không thể là chi cứu đến ngày 31 tháng 12 được. Thì rõ ràng là chưa hết niên độ nên chúng ta chưa thể đánh giá. Đến đây chúng ta giả sử đây chúng ta đến 31 tháng 3 chúng ta đánh giá. Hoặc các bạn có thể cho 30 tháng 6 tương tự cũng được. Chẳng sao cả, chúng ta chỉ cần làm để hiểu bản chất mà thôi. Và tại 31 tháng 3 thay vì là 30 tại 31 tháng 3 thay vì là 31 tháng 12 thì chúng ta sẽ làm. Thì chúng ta thấy đây chúng ta đang có tài khoản gốc ngoại tệ là USD, tài khoản tiền 112 và một khoản là 331 tương ứng là 230 triệu. Thì các khoản tiền tương ứng này thì chúng ta sẽ có là tại cái phần là danh mục khách hàng, chúng ta sẽ có là cái mã đơn hàng chúng ta đang nợ là 2.200 USD với giá trị tiền là 50.960. Thì đến 31 tháng 12 chúng ta sẽ tính đánh giá chênh lệch hối đoái như thế nào và nhập xuất tồn. Thì ở đây các bạn cũng thấy là ngoại tệ chúng ta dù đến 31 tháng 12 chúng ta đang có 236 và tương ứng với 5.460 với cái tỷ giá là 123.140. Thì chúng ta sẽ đánh giá ví dụ như thế này, chúng ta sẽ đến 31 tháng 12. Nhưng mà các bạn đang chúng ta đang tạm lấy 31 tháng 3 để chúng ta lấy tỷ giá chúng ta làm mà thôi, hoặc đến hiện tại là 9 tháng 8 thì chúng ta lấy cái tỷ giá là 31 tháng 7 cũng được, hoặc đây chúng ta lấy 31 tháng 3. Chúng ta chỉ cần hiểu bản chất mà thôi. Còn cái phần nghiệp vụ ở đây chúng ta đang cho là giả sử. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là đối với hai khoản đánh giá này thì 331 chúng ta là hợp lệ, còn đối với cái khoản là 12 và 131, 331 khoản đi vay khác thì chúng ta không chấp nhận chi phí hợp lệ. Thì bây giờ chúng ta sẽ xác định cái chênh lệch tỷ giá đối với cái khoản ngoại tệ mà chúng ta là 112 trước. Thì ở đây ví dụ 31 tháng 3, chỗ đây là USD 12 thì chúng ta sẽ chọn là USD 12 mã vật tư. Và USD 12 này thì các bạn sẽ thấy là cái tỷ giá chúng ta sẽ gọi là chênh lệch tỷ giá hối đoái. Như vậy trường hợp này thì chúng ta sẽ thấy là đến 31 tháng 12 cái tỷ giá bán của ngân hàng là 23097. Tỷ giá mua của ngân hàng sẽ là 23060. Giả sử cái ngoại tệ này mà chúng ta bán đi thì chúng ta sẽ thu được là 23097. Đến đây chúng ta sẽ có cái tỷ giá của ngân hàng tương ứng như sau. Ở đây các bạn có thấy rõ đó là trường hợp mà nợ 11 mà chúng ta mua lên hoặc chúng ta chi ra thì ta sẽ tính như thế nào. Thì ở đây là căn cứ vào cái tỷ giá bán ngân hàng mà chúng ta là căn cứ ghi nhận chi phí và mua vào là cái tỷ giá mà chúng ta là chi trả ra. Nên là đến cuối kỳ thì rõ ràng là khi mà chúng ta dùng cái ngoại tệ, số ngoại tệ chúng ta đang có đây
là 236 này mà chúng ta bán ra thì rõ ràng chúng ta chỉ thu được là 23.060 mà thôi. Và chúng ta thu được là 23.060 nên lúc này là đối với phần ngoại tệ mà chúng ta tính ra thì cái số ngoại tệ của chúng ta là theo cái phương pháp chúng ta thấy đây là số ngoại tệ gốc với cái tỷ giá mà chúng ta đang tính đến ngày 31 tháng 12 thì rõ ràng là tỷ giá chúng ta là 23.148, 23.140. Thì chúng ta thấy là cái tỷ giá 23.140 so với cái tỷ giá là 23.060 thì rõ ràng là doanh nghiệp chúng ta là sẽ có một cái khoản tương ứng chênh lệch. Thì chúng ta sẽ lấy là tỷ giá xuất quỹ chúng ta lúc này, chúng ta lấy là cái phần là 23.140, chúng ta trừ đi cái phần tỷ giá chênh lệch là 23.060 thì nó lệch nhau là 80 đồng. Thì rõ ràng là đối với cái trường hợp là USD12 chúng ta sẽ thấy là cái phần tỷ giá của nó sẽ còn lại rất là ít. Đây là 23.140, tức là tỷ giá chúng ta chỉ còn quý kỷ đây là 23.140. Mà so với cái tỷ giá ngân hàng mua tại thời điểm đó là 23.060. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy chênh lệch là 80 đồng. Vậy 80 đồng thì chúng ta sẽ đánh giá chênh lệch như thế nào? Thì có nghĩa là chúng ta sẽ bị thấp hơn, vì cái quỹ chúng ta là đang cao hơn 23 là 140 mà ở đây thì ngân hàng chỉ mua là 23.060 thôi. Thì rõ ràng là chúng ta sẽ bị lỗ mất 80 đồng. Lỗ mất 80 đồng thì chúng ta sẽ hạch toán như thế nào? Thì đây chúng ta đã ghi nhận rất là rõ là các cái nghiệp vụ liên quan. Thì chúng ta sẽ hạch toán là trường hợp mà bị lỗ thì chúng ta sẽ là nợ 413 và có tài khoản gì? Là 1122 SC như này. Vào trường hợp lỗ. Và lúc này chúng ta sẽ thấy là đối phần ngoại tệ chúng ta sẽ bị giảm xuống tương ứng đây là đây nó sẽ còn lại chúng ta số giảm tương ứng. Nó giảm tương ứng nên trường hợp này chúng ta lỗ nên chúng ta sẽ hạch toán là 31 tháng 12 cũng như dưới đề tương ứng. Và chúng ta sẽ có tài khoản là gì? Là nợ. Chúng ta sẽ bị giảm đi là 80 đồng. Thì như vậy là đối với tổn quỹ của chúng ta là đang là 5.460.932. Và ở đây chúng ta sẽ bị lỗ nên chúng ta sẽ hạch toán là lỗ tỷ giá. Chúng ta sẽ hạch toán là nợ 635. Ở đây sẽ là 6352 chứ không còn 6351. Vì cái khoản này chúng ta không chấp nhận là chi phí hợp lệ nên chúng ta sẽ 413 như bình thường và số tiền cũng tương ứng là 80 đồng. Ta sang cân đối phát sinh. Đây, 6352 của chúng ta đây là chênh lệch tỷ giá hối đoái. Và cái 6351 chúng ta là hợp lệ. 5151 cũng là hợp lệ và 6352 là chênh lệch không hợp lệ. Thì khi chúng ta làm tờ khai kế toán doanh nghiệp năm đây thì ta nhớ đây là cái phần 635 cho vào B7. Nên chúng ta sẽ chọn cái tờ khai quyết toán 5. Chúng ta cái phần tương ứng là đối với khoản B7 thì chúng ta sẽ bằng cái phần tương ứng đây là 6352. Chúng ta sẽ thêm 80 đồng. Và như vậy thì ở đây rõ ràng là số tổn quỹ chúng ta là theo cái tỷ giá mới thì chúng ta là bị giảm đi 80 đồng. Mà trên số quỹ chúng ta vẫn là 932 đồng. Mà trên số chúng ta đây là 5.460.852. Như vậy là nó sẽ không khớp với cái nhập số tổn chúng ta. Nên cái phần giảm này các bạn sẽ đánh cho tại số bằng này bằng 80 đồng tương ứng đây. Thì nó mới giảm cho chúng ta được. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là tổn quỹ chúng ta là 5.460.852, tức là bằng bên đây 5.460.852 thì nó cũng phải khớp với cái 5.460.852 chúng ta. Nó phải chạy theo một mạch chứ không phải là tự nhiên nó bằng. Đây chúng ta giảm 80 đồng. Và chúng ta còn lại là 852 cuối cùng và 852 cuối cùng. Thì như vậy chúng ta là khớp liền mạch giữa ba số.
là nhập xuất tồn, hạch toán nghiệp vụ lãi lỗ, chênh lệch tỷ giá trên sổ và trên cân đối phát sinh, nó phải khớp số tiền luôn, chứ không phải là nó sẽ bị, khi chúng ta làm là nó phải liền mạch nhau một mạch, chứ không phải là nó lệch nhau từng số. Và khi chúng ta kế toán, ta cần biết cái nằng nào không hợp lệ và cái nào hợp lệ để chúng ta điền. Và tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá chênh lệch tỷ giá tương ứng cho cái phần công nợ. Công nợ ở đây chúng ta sẽ có cuối năm chúng ta đang còn nợ thằng này nè. Thằng này nó còn nợ là 2.200 USD với cái tỷ giá tương ứng ở đây là 23.164. Và tỷ giá ở đây thì chúng ta thấy, ta lấy trung bình chia ra, ta sẽ lấy thằng này, ta chia ngược lại thằng này là 23.164. Như vậy là tỷ giá chúng ta đang nợ là 23.164 đồng. Và đến 31 tháng 12 thì cái tỷ giá để chúng ta ghi nhận là chúng ta sẽ thấy cái khoản tương ứng như sau. Chúng ta đang ghi nhận cái tỷ giá tương ứng của cái khoản công nợ này là 23.097. Và cái mã cũng nó cũng là mã công nợ đây. Copy GSend này. Ta copy tại cái mã này. Và rõ ràng là cái tỷ giá bán của ngân hàng mà chúng ta ghi nhận tại cái thời điểm cuối năm chúng ta chi trả cho khách hàng. Tỷ giá mua là dĩ nhiên là số tiền chúng ta đang có. Còn nếu mà cuối năm mà chúng ta muốn lấy ngoại tệ để chúng ta trả tiền cho khách hàng, chúng ta muốn mua ngoại tệ trả tiền cho khách hàng thì dĩ nhiên ngân hàng sẽ bán với tỷ giá là 331 hoặc 156.642 tương ứng với giá là 23.097. Vậy thì cái tỷ giá 23.097 so với cái tỷ giá công nợ mà chúng ta đang nợ khách hàng là 23.164 thì lệch nhau bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ có cái phần ngoại tệ tương ứng. Ta ở đây chúng ta sẽ lấy là 23.164, rõ ràng là nó cái tỷ giá công nợ chúng ta này, nó sẽ cao hơn rất nhiều so với tỷ giá cuối năm nếu chúng ta chi trả tiền cho khách hàng là 23.097. Nó lệch nhau là 67 đồng. 164 với 197. Đây, 164. Và 23.097 thì lệch nhau 64 đồng. Thì số lệch này thì nó chính là cái phần chênh lệch. Tức là nếu cuối năm chúng ta trả tiền khách hàng thì theo cái tỷ giá bán ngân hàng thì chúng ta sẽ trả thấp hơn. Thì chúng ta sẽ lấy số này chúng ta nhân với cái phần công nợ mà khách hàng đang nợ đây là 22.000. Thì sẽ là 147.400. Tức là chúng ta trường hợp này chúng ta sẽ được giảm 147.400, chúng ta sẽ lãi đó. Thì có nghĩa trong trường hợp này thì rõ ràng là chúng ta bị giảm công nợ xuống. Tức là nếu mà cuối năm chúng ta trả, chúng ta chỉ cần trả 23.097 thôi, thay vì phải trả là bao nhiêu? Là 23.164. Và phải trả thấp hơn. Vì các bạn phải trả thấp hơn nên các bạn sẽ lãi. Lãi thì ở đây chúng ta sẽ phải có 5%. Chúng ta sẽ phải là có 413. Và ở đây là 331. Chúng ta sẽ 147, chúng ta copy và toàn lưu mà thôi. Thì nó mới không bị chảy lộn được. Thì như vậy các bạn thấy đây là nếu mà cuối năm chúng ta trả thì các bạn cũng có thể là làm cái công thức ở đây là 23067. Đây 23067. Và lấy cái 20, thay vì đã đang công nợ có người ta là bao nhiêu? Là 23.164, các bạn thấy đây, sau khi các bạn điều chỉnh đây thì nó chỉ còn là 23.097 mà thôi. Tức là chỉnh lại theo cái tỷ giá cuối kỳ của ngân hàng. Và đánh giá lại. Thì khi các bạn đánh giá lại thì đương nhiên là cái phần tỷ giá nó cũng sẽ thay đổi theo. Và đối với phần này thì rõ ràng là chênh lệch tỷ giá hối đoái. Và đây là các bạn lãi tỷ giá. Thì chỗ bạn là lãi tỷ giá. Lãi tỷ giá thì nó sẽ là nợ 413 của năm 151. Vì nó là chi phí hợp lệ. Đối 331 là hợp lệ nên chúng ta là hạch nghiệp vụ như bình thường. Và nó cũng không cần phải loại B7 và B11 làm gì cả. Nếu mà chúng ta đánh giá chênh lệch mà đối với cái thằng 11 đấy nè, mà nó lãi năm 15 thì chúng ta mới loại B11 mà thôi. Đây B11 đây. Còn trường hợp này chúng ta lỗ những B7. Còn riêng 331 thì nó vẫn là chi phí hợp lệ như bình thường. Và sau khi chúng ta đánh giá xong thì các bạn sẽ thấy là công nợ của chúng ta lúc này, chúng ta vẫn nợ khách hàng là 2.200. Nhưng cái số tiền nợ chúng ta sẽ được giảm xuống là 50.813.400.
tức là nó đánh lại theo cái tỷ giá mới. Còn nếu trường hợp mà các bạn đây như bạn xóa đi, các bạn thấy là tôi đang nợ bao nhiêu, tôi đang nợ là 50 9 6 10 800. Còn sau khi các bạn đánh giá lại thì chúng ta chỉ còn nợ khách hàng là 50 8 1 3 400, tức là chúng ta sẽ là lợi là 147 400. Thì đó là cách để chúng ta là đánh giá chênh lệch tỷ giá. 331 này chúng ta hợp lệ, chúng ta không cần loại. Còn riêng thằng trên này chúng ta mới loại mà thôi.